Từ hôm nay, ngày 6 tháng 11, 6 trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh sau hơn một tuần tạm ngưng công tác bán trú, gồm trường tiểu học Phú Hữu, tiểu học Trường Thạnh, tiểu học Phước Thạnh, tiểu học Long Thạnh Mỹ, trung học cơ sở Trường Thạnh và trung học cơ sở Phú Hữu, đồng loạt tổ chức lại bữa ăn bán trú sau khi tìm được nhà cung cấp mới. Đại diện các trường đều cho biết, trong tuần qua, việc rà soát hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn được đẩy nhanh tiến độ. Sau khi rà soát hồ sơ, ban giám hiệu đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh trường đến kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại bếp ăn, quy trình tiếp phẩm, sơ chế và chế biến suất ăn để chọn ra đơn vị phù hợp nhất. Theo đó, tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn là yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thông tin nhà trường tổ chức lại bữa ăn bán trú sớm hơn so với dự kiến nhằm giúp phụ huynh yên tâm gửi con cả ngày ở trường.